Quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương chuyển động phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Kỳ phát sóng hôm nay, mời quý vị đến với huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, trong hai cuộc kháng chiến giành hòa bình độc lập dân tộc, Xuyên Mộc là địa bàn có những cứ địa cách mạng quan trọng, cũng là địa bàn bị tàn phá nặng nề, chịu nhiều hy sinh mất mát. Bước vào xây dựng phát triển, Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Xuyên Mộc càng trân trọng những cống hiến lớn lao của các thế hệ đi trước cho cuộc sống tốt đẹp. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vì vậy càng được chú trọng hơn. Đang sinh sống trên địa bàn huyện Xuyên Mộc hiện có trên 600 gia đình liệt sĩ, gần 520 thương bệnh binh và hàng trăm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đầy. 100 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 3 mẹ còn sống. Luôn khơi nguồn dòng chảy đền ơn đáp nghĩa, Đảng bộ chính quyền huyện Xuyên Mộc dành nhiều quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách. Những năm qua, việc trợ cấp hàng tháng cho gần 1.000 đối tượng chính sách được huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hồ sơ chính sách phát sinh luôn được địa phương nhanh chóng rà soát, xác minh để giải quyết. Do đó, tại huyện Xuyên Mộc không có tình trạng hồ sơ chính sách tồn đọng. Bên cạnh chế độ trợ cấp của nhà nước, huyện Xuyên Mộc còn huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho người có công, gia đình chính sách. Với những mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, ngoài chính sách của nhà nước, các mẹ đều được cơ quan, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Những mẹ không có người thân thì người chăm sóc cũng được hưởng chế độ phụ cấp từ 1.500.000 đồng một tháng. Từ năm 2016 đến nay, vào mỗi dịp lễ Tết, Đảng bộ chính quyền, đoàn thể cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đều dành nhiều phần quà thăm hỏi, chúc sức khỏe người có công, gia đình chính sách với kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Nói chung là xã cũng quan tâm. Rồi có một cái công ty đó tài trợ cho ngoại là tháng 1 triệu, công ty Minh Tấn. Đó. Rồi những ngày lễ đồ thì nhà nước cũng cho mà Minh Tấn cũng cho chăm sóc cho bà ngoại được khỏe mạnh thì mình cũng mừng. Nói chung là các ban ngành đoàn thể thì cũng có một cái sự quan tâm hỏi thăm rồi đầu tới lui để thăm lôm rồi này kia nọ thì cái điều đó thì gia đình thấy cũng rất hài lòng. Huyện Xuyên Mộc cũng triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi khác dành cho người có công về y tế, giáo dục, tiền sử dụng đất, vốn phát triển kinh tế. Trong nhiều chương trình lồng ghép, xóa đói giảm nghèo, dự án giải quyết việc làm, đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công, những người có công, gia đình chính sách luôn được thực hiện hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh. Đến nay, 95% người có công, gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú. Địa phương cũng hết sức là quan tâm cho nên là cũng làm cho bản thân cũng về mặt kinh tế thì cũng giúp đỡ được tạo điều kiện để mà vấn đề thuốc men này khác là cũng tốt lên. Thứ hai là về tinh thần thì cũng hết sức là phấn kích để mà sau là cũng sống vui và sống khỏe. Mình cũng phải tự vươn lên cho nên cũng nỗ lực hết sức để mà có như là như Hồ Chủ tịch nói tàn nhưng mà không phế, cho nên phải cố gắng làm sao để là góp vào cái phần xây dựng đất nước nữa, chứ cũng không phải là đứng vào để trông chờ. Còn về phía nhà nước, đảng và nhà nước ấy, thì người ta rất quan tâm, tôi cũng thấy rất là quan tâm đường lối của đảng, của nhà nước ấy, thì làm phải nói hết sức là sáng suốt, thì cũng rất là cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước. Năm 2016 đến nay, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện Xuyên Mộc vận động được hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, cộng với các nguồn huy động xã hội và chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách theo quyết định 22 năm 2013 của Chính phủ, huyện đã xây dựng sửa chữa gần 410 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 17,8 tỷ đồng, trao tặng hàng ngàn sổ tiết kiệm tình nghĩa. Trong cái lúc chiến tranh ấy, thì mình không nghĩ đến cái chuyện của nhà nước, sau khi trở lại nhà nước quan tâm. Bây giờ thì nhà nước mình thấy tuổi già rồi, nhà nước quan tâm vì như vậy là chính sách cả nước trong và riêng cho mình. Nhưng mình thấy được cái hãnh diện là cho được mấy chục triệu. Thì mình được xây dựng cái ngôi nhà lại cho ấm cúng. Trước là mình ở xa lại, mình có qua đời thì con cháu. Như vậy là rất là mừng vô cùng.
chăm lo về đời sống vật chất tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Đảng bộ chính quyền huyện Xuyên Mộc cũng rất chú trọng đầu tư xây dựng những công trình mang ý nghĩa tri ân. Năm 1983, nghĩa trang liệt sĩ huyện Xuyên Mộc đã được xây dựng trên diện tích hơn 1 hectare. Tại vị trí trung tâm huyện, thuận tiện cho mọi hoạt động thăm viếng, giáo dục truyền thống. Suốt những năm qua, huyện Xuyên Mộc còn đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau nhiều lần quy tập, nghĩa trang liệt sĩ huyện Xuyên Mộc hiện có 410 ngôi mộ. Ngoài mộ của liệt sĩ là con em địa phương, nghĩa trang còn có không ít phần mộ liệt sĩ các tỉnh thành trong cả nước. Từ năm 2003 đến nay, huyện Xuyên Mộc cũng đã xây dựng 4 đền thờ liệt sĩ. Nơi đây đang thờ phụng trên 600 liệt sĩ, không chỉ là con em huyện Xuyên Mộc mà cả những người con trên khắp mọi miền Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Xuyên Mộc. Thưa quý vị, mặc dù Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm để tạo điều kiện cho gia đình chính sách và người có công để vươn lên trong cuộc sống, thế nhưng nhiều người có công vẫn luôn phát huy truyền thống cách mạng để tự lực tự cường trong lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển kinh tế gia đình và đặc biệt là còn góp sức để xây dựng quê hương. Và minh chứng rõ nhất đó là nhiều thương bệnh binh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc vẫn luôn khắc phục khó khăn để nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình. Và mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với một thương bệnh binh và giàu ý chí và nghị lực như vậy. Con chào chú. Chào cô. Dạ, hôm nay chú đang tỉa cành cho chú. Mấy cái cành sâu, cành hư này này. Dạ. Cứ hàng năm là mình phải tón tỉa cho nó gọn sạch. Để... có một mình chú làm thôi ạ? Một mình làm, cứ hết ngày này qua ngày khác. Dạ. Chú ơi, vì trước đây chú tham gia kháng chiến được bao nhiêu năm chú? Và sau khi hòa bình lập lại ấy, thì chú bắt đầu cuộc sống và xây dựng kinh tế gia đình như thế nào ạ? Tôi tham gia kháng chiến thì năm 75 là vào Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. Sau khi giải phóng Sài Gòn xong thì chúng tôi chốt giữ ở Tân Cảng thành phố Hồ Chí Minh ấy. Rồi bắt đầu điều chúng tôi qua bên Phú Quốc để huấn luyện. Huấn luyện xong là đi giải phóng Campuchia, được là 10 năm ở bên Campuchia. Tổng số thời gian quân ngũ của tôi là 13 năm. Về đây rồi mua đất, mua đai, xây dựng gia đình ở đây, xây dựng cuộc sống mới. Bây giờ đến về đó tôi tham gia chính quyền địa phương, làm chủ tịch cựu chiến binh, đồng thời là về tham gia chủ yếu là xây dựng kinh tế cho gia đình. Để nuôi con học, khi đó thì sinh ra thằng con nữa là thành 3 đứa. Trong quá trình học tập rồi nuôi con thì đến nay con cũng đã trưởng thành. Tổng diện tích vườn nhà mình là bao nhiêu hả chú? Ngoài trồng tiêu ra thì mình còn trồng các loại cây trồng gì khác không ạ? Như vậy là về liền thì tôi mua được 3 sào. Sau khi từ đó thì đi thì lấy ngắn nuôi dài. Rồi phát triển ra đến hiện nay là 9.965.000. Trong đó là tiêu là 6 sào. Và hiện nay thì có trồng xen vào các loại cây như điều, rồi cả sầu riêng, rồi cây cảnh, cây mai. Đó. Rồi một số cây như là cây bưởi tôi cũng có trồng. Nói chung là vườn này bây giờ thành cái vườn tổng hợp rồi, cây rừng cầu. Dần dần là thay đổi các cái cây trồng khác cho nó phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Thì cái diện tích như vậy thì thu nhập một năm nhà mình là như thế nào hả chú? Thì có những cái năm mà được mùa và được giá thì được 400, mà còn những cái năm mà mất thì khoảng 200. Để chăm sóc một cái diện tích lớn như vậy thì với một lao động bình thường đã là rất là vất vả, mà đặc biệt chú lại còn bị thương tật tới 61%. Vậy thì cái nghị lực nào để giúp chú có thể thực hiện được ạ? Sau khi mà ở chiến trường về á là vui mừng lắm. Một là về đoàn tụ với gia đình. Hai là mình vào đây với cái tinh thần là để mà giảm nghèo, phá xóa đói. Đồng thời là vực dậy kinh tế của gia đình, đưa gia đình là nuôi con có trưởng thành. Lúc đó là cái động lực ấy là mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ về tinh thần là đảng viên, cán bộ, về tinh thần cựu chiến binh. Lúc mới về thì còn sức khỏe nhiều,
nên là không là từ bỏ một cái gì, cái việc gì cũng phải làm. Thì tôi về liền là tôi xác định rằng là làm kinh tế để nuôi con trong cái giai đoạn để nhỏ tôi đến lớn, về bây giờ hiện nay là nó trưởng thành thực sự đó. Thời gian qua thì các cấp chính quyền đã có những cái hỗ trợ như thế nào đối với gia đình nhà mình vậy chú? Tất nhiên là về thì địa phương hỗ trợ. Thứ nhất á, là lúc mà buổi đầu tôi mới mua được 3 sào đất thì chính quyền có cấp cho 1 sào, 2 sào đất ruộng để làm kinh tế. Rồi là hỗ trợ cho vay tiền cựu chiến binh. Những cái năm trước là chúng tôi có cái dự án cựu chiến binh vay tiền để xóa nghèo, vay tiền để làm vườn, vay tiền nuôi dê vân vân. Ngoài ấy là hỗ trợ sửa chữa nhà thì hội nông dân người ta cử mình đi để tập huấn về, trước mắt là làm cho gia đình, sau rồi là bày cho làng xóm ta cùng tham gia. Dạ, con cảm ơn chú về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, cảm ơn cô. Thưa quý vị, câu chuyện của chú Lê Xuân Viễn càng làm chúng ta thêm biết ơn với những thế hệ cha chú đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mà còn càng cảm thấy tự hào và được soi sáng hơn bởi những con người và luôn kiên cường và vượt khó. Thưa quý vị, đời nâng đáp nghĩa là dòng chảy vô tận, bởi vì không có sự bù đắp nào cho đủ với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đạo lý và trách nhiệm này không chỉ với người đang sống hôm nay, mà còn của các thế hệ nối tiếp nhau tại huyện Xuyên Mộc, thưa quý vị. Đến đây thì chương trình Địa phương Truyền động Phát triển xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.